Côn Lôn Bạch Đà Sơn, Âu Dương Khắc, Thanh Hải Thủ Ấn Tông, Linh Trí Thượng Nhân, Tham Tiên Lão Quái, Lương Tử Ông, Thiên Thủ Nhân Đồ, Bành Liên Hổ, Quỷ Môn Long Vương, Sa Thông Thiên, Hoàng Hà Tứ Quỷ, Hầu Thông Hải. Vương Sứ Cơ và Quách Tĩnh đến do sự sắp đặt của Hoàng Nhan Khang, trong phủ đã có đầy đủ những cao thủ tà phái. 10 nhân vật đến từ khắp nơi trong võ lâm, nhìn sơ đã thấy là có ý không tốt. Hoàn Nguyên Khang ra hiệu mang ghế để cho Vương Sứ Nhất ngồi. Quách Tĩnh mới bước ra giang hồ, nên ngoài Hoàng Hà Tứ Quỷ ra chẳng biết thêm được mấy người. Sa Thông Thiên, Hầu Thông Hải, Lương Tử Ông và Linh Trí Thượng Nhân. Các cao thủ đều tề tựu ở đây, xem ra Hoàn Nhan Khang không phải hạng tầm thường. Vương Sứ Nhất mặt không biến sắc, chỉ đảo mắt nhìn khắp một lượt. Vị này là thiếu chủ của Bạch Đà Sơn, Âu Dương Khắc. Trước giờ chưa đặt chân đến Trung Nguyên nên chắc rằng các vị chưa gặp qua. Huynh đệ tôi mấy ngày trước đã đi Trung Đô, chỉ vì giữa đường xảy ra vài việc nhỏ nên đến trễ. Mong các vị lượng thứ cho. Quách Tĩnh liền nghĩ ngay đến đám bạch y thiếu nữ muốn cướp ngựa, vì có nghe nói là họ đến từ Bạch Đà Sơn. Chẳng lẽ sáu vị sư phụ của mình đã chạm trán với hắn, không biết họ có sao không? Bỗng nhiên Vương Sứ Nhất biến sắc. Hắn ta họ Âu Dương lại đến từ Tây Vực, lẽ nào lại liên quan đến lão độc vật? Khưu sư huynh ta theo đường chính nghĩa sao lại có thể nhận một tên đệ tử chỉ biết kết giao với đám người tà ma ngoại đạo này được? Tiểu vương gia đã học võ với sư phụ mấy năm rồi. Vãn bối chỉ học được có mấy năm mà thôi. Xin đạo trưởng và Quách huynh đừng cười. Sao lại như vậy được, nghe nói Khưu sư huynh nhận nó mười mấy năm rồi mà. Sư phụ của vãn bối cũng ở đây, đạo trưởng có muốn gặp không? Ở đây. Mời sư phụ ra ngoài gặp khách đi. Có Khưu sư huynh ở đây sẽ yên tâm hơn. Lúc này Hầu Thông Hải và Sa Thông Thiên đang thì thầm điều gì đó. Sa Thông Thiên không nói lời nào, sắc mặt trầm xuống, hai mắt đỏ lên như đang tức giận. Vị cô nương ấy đâu, mau giao ra đây ta sẽ tha cho ngươi. Sa Thông Thiên là vị sư đệ và bốn đệ tử của mình lao ra tấn công Quách Tĩnh. Cô nương nào hả? Vương Sứ Nhất thấy vậy liền chặn trước Quách Tĩnh. Ngươi dám bảo vệ tên xúc sinh này sao? Sa Thông Thiên như điên lên, Vương Sứ Nhất đành xuất một trường đỡ lại. Trường lực giao nhau, tiếng nổ rền trời, sức mạnh tỏa ra khiếp người, nhờ thế hai người biết được nội lực của đối phương thâm hậu như thế nào. Hừm, thấy vậy Âu Dương Khắc liền bay ra tung trường đẩy hai người ra. Trường lực của Âu Dương Khắc hất tung hai người ra xa. Hai vị đều là những nhân vật có tiếng trên võ lâm, hơn nữa chúng ta đang trong phủ của tiểu vương gia, xin chớ vội ra tay. Thế mới biết nội lực Âu Dương Khắc thâm hậu thế nào. Hừ, Sa Thông Thiên nét mặt rất khó coi, ánh mắt như muốn nuốt sống Âu Dương Khắc. Âu Dương công tử nói đúng, đạo trưởng và Long Vương hãy ngồi xuống trước, có gì cứ từ từ nói, đừng làm mất hòa khí hai bên. Sa Thông Thiên khí thế bừng bừng, không sợ trời không sợ đất, nhưng vì cái lợi trước mắt nên không dám làm mất sĩ diện của Hoàn Nhan Khang. Vương Sứ Nhất ngồi xuống, đột nhiên Quách Tĩnh kêu lên một tiếng như phát hiện ra điều gì. Á, người Sa Thông Thiên nói đến chẳng lẽ là người đã treo đệ tử của hắn lên cây. Lúc này có một người tuổi tác trên 40 mập tròn mặc áo võ quan bước ra. Thang Tổ Đức. Sư phụ, vị đạo trưởng này rất muốn được gặp sư phụ. Nhìn bộ dạng của hắn thì không thể có công phu như vậy được. Tên tiểu tử Hoàn Nhan Khang này dám mang ra ra làm trò cười sao? Người này tiến về phía Khưu Sứ Nhất. Đạo sĩ, ngươi cần gặp ta có việc gì không? Ta vốn không ưa gì bọn ni cô đạo sĩ cả. Vương Sứ Nhất hiểu ý đồ của Hoàn Nhan Khang thì rất tức giận nhưng vẫn tươi cười. Các vị đều là người có tiếng trên giang hồ, xin các vị hãy nói một câu công bằng, việc cha con họ Mục nên giải quyết thế nào? Đột nhiên Thang Tổ Đức quay lại nhìn Hoàn Nhan Khang không hiểu ý vậy là gì. Việc đó đạo trưởng nói như thế nào, vãn bối xin vâng lời. Vậy chúng ta hãy mời cha con họ Mục đến đây bàn chuyện. Vậy thì nhờ Quách huynh mời cha con họ đến đây được không? Vương Sứ Nhất đồng ý, Quách Tĩnh rời khỏi vương phủ đi thẳng đến quán trọ Cao Thăng.
Quách Tĩnh bước vào bên trong thì chẳng thấy hai cha con họ Mục và hành lý đâu cả. Họ đi đâu hết cả rồi? Mới nãy có người đến đón đi rồi, tiền phòng đã thanh toán, chắc họ không trở lại đây nữa đâu. Là ai đưa họ đi? Tôi không biết. Uổng một chuyến đi, Quách Tĩnh vội vàng quay trở lại vương phủ. Ngoài sự xa hoa ở trong phủ ra, trên bàn đều bày toàn là cao lương mỹ vị. Mọi người vừa ngồi vào bàn thì Quách Tĩnh chạy đến. Ôi, nếu như vậy thì thật là tiếc quá. Người hãy mau cho người bổ ra khắp các hướng để tìm mời hai cha con họ về đây cho ta. Nếu muốn mời không nhất thiết phải có Quách Tĩnh đi mời, hắn muốn Quách Tĩnh tận mắt thấy họ không có ở đó, thật mờ ám. Không cần đâu, kẻ nào làm chuyện mờ ám rồi sẽ có ngày tự lộ ra thôi. Đạo trưởng nói rất đúng, không biết cha con họ Mục đang làm chuyện gì mờ ám nữa. Hôm nay hội ngộ các vị anh hùng xem như là duyên tốt, chuyện cha con họ Mục tạm thời sau này giải quyết sau, giờ bần đạo và Quách Tĩnh đây xin cáo lỗi đi trước. Đạo trưởng muốn đi thì cứ tự nhiên, nhưng tên tiểu tử này thì phải ở lại. Tên tiểu tử này do ta dẫn đến thì sẽ do ta dẫn đi, Sa Huỳnh nên để hắn đi, sau này tìm riêng hắn để chốt giận, thế nào? Triệu vương phủ của nước Đại Kim không phải là nơi ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nếu vậy ta làm sao kết giao với Lục vương gia được nữa? Thế bây giờ sao nào? Sa huynh định thế nào? Đạo trưởng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao? Rượu phạt. Dứt lời, Sa Thông Thiên ném thẳng ly rượu vào mặt vương sứ nhất. Ly rượu từ từ bay đến không rơi một giọt nước nào, thật là hảo công phu mà. Họ Sa này vừa rồi nội công rất yếu, nhưng giờ lại muốn cố gắng thi triển trước mặt của tiểu vương gia. Thử xem vương đạo trưởng ứng phó như thế nào. Ly rượu chỉ cách vương sứ nhất nửa bước. Vương sứ nhất nhẹ nhàng đón lấy ly rượu bằng một ngón tay. Sau đó ly rượu không ngừng quay tít trên đầu ngón tay. Vương sứ nhất từ từ đưa ly rượu lên miệng nốc cạn. Rượu ở trong ly bị bay hơi cho đến giọt cuối cùng. Quách Tĩnh vừa kinh ngạc vừa reo mừng như muốn la hét lên. Cảm ơn Sa huynh mời rượu, giờ bần đạo và tên tiểu tử này có thể đi được chưa? Sa Thông Thiên giận không nói được lời nào, đành phải nuốt hận vào lòng để vương sứ nhất và Quách Tĩnh ra đi. Hoàn Nhan Khang không nói gì, chỉ đưa mắt khích lệ như muốn ra hiệu tiếp tục gây khó dễ cho vương sứ nhất. Bành Liên Hổ sợ thua kém nên cũng tranh thủ thể hiện mình. Toàn chân giáo uy chấn thiên hạ quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay Bành Mộ cũng xin được thỉnh giáo. Hai tay Bành Liên Hổ đập xuống bàn, hơn 10 đôi đũa bay lên, còn những thứ khác đều nằm yên bất động. Hảo công phu. Hơn 10 đôi đũa chịu sức khống chế của Bành Liên Hổ hướng về vương sứ nhất như làn mưa tên. Hừ. Vương sứ nhất cầm phất trần vẽ lên một vòng thái cực tuyệt đẹp. Tất cả các đôi đũa đều bị cây phất trần quấn chặt nhưng không làm tổn hại đến một sợi tơ. Thật là hảo công phu, ta cũng muốn lĩnh giáo. Lương Tử Công cũng không muốn nhận mình yếu kém, thừa cơ xuất trường. Một sức mạnh rất lớn đẩy cái bàn về phía trước mặt vương sứ nhất. Vương sứ nhất tung trường cản lại, nội công Lương Tử ông cũng rất mạnh. Do sự tác động bởi công lực hai bên, tất cả các đồ vật trên mặt bàn đều bay lên tung tóe, tình thế rất hỗn loạn. Lương Tử ông tiếp tục gia tăng công lực quyết áp đảo đối phương. Vương sứ nhất cảm thấy lực quá mạnh liền ném cây phất trần tiếp tục tung trường. Thức ăn trên bàn bị bắn tứ tung lên không đủ biết công lực hai người thế nào. Chiếc bàn ăn chịu không nổi công lực của hai người nên vỡ nát ra mảnh vụn bắn tung tóe. Lương Tử Công bị lực mạnh đẩy bật ra sau. Cố gắng lắm lão mới trụ được hai chân lại, rõ ràng nội lực đã giảm đi, bị thương không nhẹ. Vương sứ nhất liên tiếp đấu với Sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ, Lương Tử ông ba đại cao thủ nhưng thần khí vẫn lẫm liệt, đúng là công lực huyền môn chánh tông của toàn chân phái có khác. Vương sứ nhất thi triển nội công nhẹ nhàng thu lại các tình rượu trên mặt đất. Một tay cầm bình rượu rồi đột nhiên bay lên. Trong nháy mắt vương sứ nhất đã xuyên qua các cao thủ đến sau lưng Hoàn Nhan Khang. Hoàn Nhan Khang kinh ngạc vô cùng vì các huyệt đạo sau lưng đã bị điểm. Tiểu vương gia đang bị khống chế nên mọi người đều không dám làm càn. Hôm nay bần đạo đã thất lễ nhiều rồi, đành phải mượn hoa kính Phật, kính các vị một chung xem như đền tội vậy.
Ly đã rơi xuống đất rồi, đạo trưởng định bảo chúng tôi nhặt lại sao? Không có ly thì dùng bình cũng được. Vương Sư Nhất phẩy tay một cái rượu trong bình tung ra như tên bắn, mọi người đều kinh hồn né tránh. Duy chỉ có Linh Trí Thượng Nhân không tránh né, cười lớn tiếng hứng lấy làn rượu đó. Linh Trí Thượng Nhân từ từ uống hết ngụm rượu trong miệng. Tên hòa thượng này nội công cũng thâm hậu thật. Xem ra nước Đại Kim khó có thể thành đại nghiệp thiên thu rồi. Một mình tên đạo trưởng này đã lợi hại như vậy, nếu tụ hợp lại đủ cả 7 người thì sẽ như thế nào? Sức tay trái hắn rất mạnh, có thể khiến nội tạng của tiểu vương gia vỡ nát, nếu vậy thì... Vương Sứ Nhất đưa bình rượu lên một hơi nốc cạn ráo. Bần đạo vào các vị không thù không oán, Quách Tĩnh cũng không thù địch, nước giếng không phạm nước sông, xin các vị hãy để bần đạo đưa tên tiểu tử này đi. Quách Tĩnh trong lòng rất cảm kích ân tình của Vương Sứ Nhất. Tiểu vương gia là cành vàng lá ngọc chắc cũng không chịu thiệt. Vương đạo trưởng đã nói vậy chúng tôi cũng chẳng có gì để nói. Họ đều là những nhân vật có tiếng trong võ lâm nhưng vô cùng độc ác, không biết có đáng tin không. Sau đó Vương Sư Nhất tiến đến giải huyệt cho Hoàn Nhan Khang. Vậy hy vọng sau này gặp lại. Đạo trưởng sau này có dịp xin ghé tệ xá để vãn bối được thỉnh giáo. Việc chúng ta còn chưa xong đâu, nhất định sẽ có ngày gặp lại. Công lực của đạo trưởng thật thâm hậu, bần tăng bái phục nhưng cũng xin được lãnh giáo một chiêu. Lập tức Linh Trí Thượng Nhân lao đến tấn công đằng sau lưng Vương Sứ Nhất. Hừ, Vương Sứ Nhất cảm thấy sức mạnh như rời non lấp bể, không chút chậm trễ tập trung sức đỡ trường. Linh Trí Thượng Nhân và Vương Sứ Nhất bốn tay giao nhau một tiếng nổ cực lớn vang lên, hai cánh cửa bị vỡ nát văng ra xa hơn nửa trường. Đại sư danh chấn giang hồ sao lại không biết giữ lời. Tức giận Vương Sứ Nhất tung thẳng một trường đánh bật Linh Trí Thượng Nhân ra xa. Ta không thể tha cho tên tiểu tử này, ta cần mạng hắn. Do chúng phải trưởng lực quá mạnh Linh Trí Thượng Nhân bị thương rất nặng miệng hộp máu tươi. Mọi người nhìn Vương Sứ Nhất và Quách Tĩnh rời khỏi như cá thoát lưới đều thấy rất mất mặt. Nếu sư phụ đến đây mà biết việc này sẽ rất bất lợi. Vương Sứ Nhất và Quách Tĩnh ra khỏi phủ lao vào trong đêm, lúc đó tuyết rơi dày đặc không một bóng người. Vương Sứ Nhất đi như bay. Quách Tĩnh thấy vậy thì ngưỡng mộ vô cùng. Đạo trưởng quả thật công phu rất lợi hại, e rằng luyện cả đời cũng không được một phần của người. Bước chân của Vương Sứ Nhất trở nên loạng choạng, đột nhiên rẽ sang một con hẻm tối. Vương Sứ Nhất toàn thân run rẩy, sắc mặt nhợt nhạt như người chết đuối cuối cùng chịu không nổi đã phải thổ huyết. Đạo trưởng, Vương Sứ Nhất một mình đấu với rất nhiều cao thủ trong phủ của tiểu vương gia đã hao tổn rất nhiều sức lực nên thổ huyết là điều khó tránh khỏi, nhưng tấm lòng hiệp nghĩa vì Quách Tĩnh mà hy sinh thì đúng là khiến cho người khác phải nể phục. Đạo trưởng, tại phủ của vương gia, Vương Sứ Nhất uy phong lẫy lừng trấn áp quần tà, đưa Quách Tĩnh thoát khỏi cơn nguy hiểm nhưng lại bị nội thương. Thấy vậy Quách Tĩnh liền dìu Vương Sứ Nhất đến một nơi vắng vẻ. Người đã bị thương rồi ư? Trường lực của Linh Trí Thượng Nhân có độc. Trường của tên hòa thượng đó có độc sao? Sức công phá của độc xa trường rất mạnh, bình sinh ta vẫn nghe nói nhưng chưa biết sự lợi hại của nó như thế nào, e rằng tính mạng này rất khó giữ. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tìm một quán trọ vắng vẻ yên tĩnh cho ta ép độc. Quách Tĩnh vội vàng cõng Vương Sứ Nhất vào một con hẻm tối. Đạo trưởng trông có vẻ bị thương rất nặng, làm sao bây giờ? Vương Sứ Nhất bị trọng thương liên tục khạc ra máu. Thấy vậy Quách Tĩnh lại càng lo lắng hơn, nhanh chóng tìm một quán trọ nhỏ để dưỡng thương. Mau, mau tìm cho ta một cái ang đựng đầy nước nóng. Cảm ơn khách quan. Có việc gì cần cứ việc gọi tôi. Quách Tĩnh đến Trung Nguyên chưa được lâu nhưng chàng hiểu là cuộc sống ở đây rất khác cuộc sống ở trên sa mạc. Thì ra là đạo trưởng muốn dùng nội công của mình ép chất độc trong người ra cái ang nước này. Một lát sau nước trong cái ang đô biến thành một màu đen như mực. Mau đổi cho ta một cái ang nước trong khác. Quách Tĩnh liên tục đổi mười mấy cái ang nước trong như thế, đến lúc nào Vương Sứ Nhất ép hết độc trong người ra mới thôi. Phù! Cũng may là không có việc gì, nếu đạo trưởng cần gì cứ sai bảo vãn bối sẽ lập tức làm ngay.
Tính mạng của ta đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng chất độc trong nội tạng vẫn chưa được tẩy sạch, nói không chừng ta sẽ thành phế nhân. Vương Sứ Nhất liền viết ra một phương thuốc đưa cho Quách Tĩnh. Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng Quách Tĩnh liền chạy đi khắp các tiệm thuốc gần đó để mua thuốc. Khách quan, những thứ này ở đây đều không có bán. Hết mất rồi. Ở đây không có. Khách quan thử hỏi ở tiệm khác coi. Quách Tĩnh liên tục chạy hết tiệm này đến tiệm khác nhưng đều không mua được. Chết tiệt, mình phải làm sao bây giờ? Nếu ta không mua được hoặc mua về trễ thì Vương đạo trưởng sẽ thành tàn phế mất. Cuối cùng không còn cách nào khác, Quách Tĩnh đành quay trở về nói sự thật với Vương Sứ Nhất. Làm người có sanh ắt có tử, sống chết đều do ông trời, huống hồ ta cũng không phải tham sống sợ chết, thế thì cần gì phải đau buồn. Nếu thoát khỏi được tham sống sợ chết thì hà tất phải đau buồn. Người ta nói sống chết là mệnh của trời, đâu thể nào miễn cưỡng được cơ chứ. Nghe Vương Sứ Nhất nói vậy thì Quách Tĩnh rất kích động. Đạo trưởng yên tâm, đệ tử sẽ đi sang các vùng khác hỏi mua xem sao. Vô ích thôi, có lẽ họ bias ta trúng độc nên đã thu mua hết thuốc rồi. Vương Sứ Nhất nói xong thì tiếp tục vận công ép chất độc ra ngoài. Quách Tĩnh sợ kinh động nên đi ra. Khách quan ơi khách quan, có người nhờ chuyển thư đến cho khách quan. Là ai gửi cho ta vậy? Tôi cũng không rõ nữa. Quách Tĩnh liền mở ra xem, bên trong ghi rõ ta có việc gấp cần gặp huynh, gặp ở giữa hồ cách thành tây 10 dặm. Ở bên dưới bức thư chẳng thấy ký tên gì cả, chỉ thấy vẽ cái hình giống như Hoàng Dung đang cười. Sao Hoàng Hiền đệ lại biết ta ở đây nhỉ? Đệ ấy là người thông minh, không chừng giúp ta mua được thuốc. Quách Tĩnh vui mừng khôn xiết, vội lao nhanh ra khỏi quán trọ để đến chỗ hẹn. Như có một làn gió thổi mạnh, Quách Tĩnh chạy nhanh như bay. Trong khi đó Quách Tĩnh vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Hoàng Hiền đệ rất thích bánh bao. Ta phải mua tặng đệ ấy mấy cái mới được. Biết Hoàng Dung là người thích ăn bánh bao, Quách Tĩnh liền dừng lại mua mấy cái rồi chạy tiếp. Ngoại thành phủ Đại Hưng 10 dặm. Trời hôm ấy tuyết rơi rất nhiều, Quách Tĩnh chạy đến bên hồ đảo mắt một vòng nhưng chẳng thấy bóng dáng người nào cả. Không lẽ đệ ấy hẹn rồi lại không đến? Quách Tĩnh đang thất vọng vô cùng thì bỗng nhiên có tiếng động. Và trên mặt nước hồ từ từ xuất hiện một chiếc thuyền lướt nhẹ đến, trên thuyền là một thiếu nữ chạc chừng 16, 17 tuổi, gương mặt đẹp như hoa như ngọc. Hoàng Dung. Chỉ tội cho Quách Tĩnh là người này mình đã gặp rồi nhưng chẳng biết đó là ai. Quách đại ca mau lên thuyền đi. Tiếng nói này sao giống tiếng nói của Hoàng Hiền đệ quá vậy nhỉ? Nhưng sao người này lại là con gái và xinh đẹp như tiên nữ vậy? Chẳng lẽ huynh không nhận ra ta sao? Cô là Hoàng Hiền đệ của ca ca chính là muội đây, mau lên thuyền đi. Quách Tĩnh lúc bấy giờ như nửa tỉnh nửa say, đành phải nghe lời lên thuyền. Hoàng Dung chèo chiếc thuyền nhỏ đó ra giữa hồ rồi lấy ra một làn thức ăn và rượu. Chúng ta cùng ở đây uống rượu ngắm tuyết bay được chứ? Ta hồ đồ hóa, muội cải trang thành nam nhi mà ta cũng không nhận ra được, ha ha. Huynh cứ gọi muội là Dung Nhi được rồi, ca muội cũng quen gọi muội như vậy. À đúng rồi, ta có cái này cho muội nè. Quách Tĩnh lấy trong ngực áo ra mấy cái bánh bao cho Hoàng Dung. Ôi hỏng hết cả rồi. Nhưng ai bảo là không ăn được chứ? Quách Tĩnh định vất xuống hồ nhưng Hoàng Dung đã ngăn cản. Muội ăn được mà. Nói xong Hoàng Dung cầm những mẩu bánh bao bị nát trên tay Quách Tĩnh ăn một cách ngon lành. Hoàng Dung vừa ăn vừa khóc. Muội sao vậy? Từ nhỏ muội đã không có mẹ, xưa nay chẳng có ai tốt với muội như ca ca cả. Những mẩu bánh còn lại được Hoàng Dung gói lại trong một cái túi rất cẩn thận. Muội sẽ ăn từ từ. Đúng rồi, muội nói muốn gặp ta có chuyện gấp là chuyện gì vậy? Chuyện đó là muội chẳng phải Hoàng Hiền đệ, mà là Dung Nhi, đó chẳng phải là chuyện gấp sao? Nhưng muội xinh đẹp như vậy tại sao lại cải trang thành nam nhi? Huynh thấy muội xinh đẹp thật hả? Đúng, ta ở Mông Cổ và chưa bao giờ thấy một người con gái nào đẹp như muội cả. Tĩnh ca không được nói dối muội đó nha. Không là ta nói thật đó. Ngay cả khi muội cải trang thành một đứa trẻ ăn mày, Tĩnh ca ca cũng đối xử với muội rất tốt.
Xưa nay chẳng có người nào tốt với muội như huynh cả. Lúc bấy giờ Hoàng Dung rất vui, ngược lại Quách Tĩnh lòng như lửa đốt, chẳng biết làm thế nào để mua được thuốc cho Vương Sứ Nhất. Tĩnh ca ca hình như hôm nay có việc gì đó hay sao mà lòng cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên vậy. Hoàng Dung chỉ hỏi thế thôi chứ lúc Quách Tĩnh đi mua thuốc Hoàng Dung đã âm thầm bám theo quan sát. Hoàng Hiền đệ, đệ có thể cho ta mượn con hãn huyết bảo mã để qua trấn khác mua thuốc có được không? Thứ nhất muội không phải Hoàng Hiền đệ. Thứ hai hãn huyết bảo mã của Tĩnh ca hiện giờ không có ở đây. Thứ ba đến tất cả các tiệm thuốc tại các trấn gần đây cũng chưa chắc là đã mua được thuốc. Vậy thì Vương đạo trưởng sẽ trở thành phế nhân mất. Bây giờ muội hát cho Tĩnh ca ca nghe nha. Hoàng Dung cất tiếng hát giữa khung cảnh thơ mộng. Ngồi trên mạn thuyền tiếng hát của Hoàng Dung lúc trầm lúc bồng làm cho Quách Tĩnh khó cưỡng lại. Trước mặt là một người con gái như hoa như ngọc, tiếng hát trong như suối làm cho Quách Tĩnh chợt thấy mình lạc vào cõi mộng. Đây là bài hát của Tân Đại Nhân đấy, huynh thấy có hay không? Tân Đại Nhân là ai vậy muội? Nhạc Phi, Tân Diệp Tật. Tân Đại Nhân chính là Tân Diệp Tật, cha của muội nói ông ấy là một vị quan tốt, thương yêu dân như con. Sau này đất nước ta bị giặc Kim xâm lược cả Nhạc gia và ông ấy đều bị gian thần hại chết. Bây giờ chỉ là... Quách Tĩnh thường nghe mẫu thân của mình nói về sự tàn bạo của quân Kim nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở Mông Cổ nên chẳng hiểu sâu sắc lắm. Thôi đã muộn lắm rồi, ta phải nghĩ cách đi tìm thuốc cho Vương đạo trưởng đây. Huynh hãy nghe muội đi, chúng ta cứ ở đây chơi thêm một lát nữa không cần phải vội đâu. Vương đạo trưởng nói nếu không tìm được loại thuốc đó để giải độc thì sẽ trở thành phế nhân. Vậy cứ để ông ấy trở thành phế nhân đi hi hi. Không, như thế thì sao mà được chứ? Muội đã nói là huynh không cần phải vội mà. Hoàng Dung cứ nói úp úp mờ mờ như vậy Quách Tĩnh chẳng hiểu thế nào đành phải nghe theo mùi bệt xuống thuyền. Tặng ca ca cái này nè. Tặng cho ta, cái gì vậy? Ca ca mở ra đi rồi sẽ biết. Thì ra trong đó là mấy bộ quần áo mà Hoàng Dung đã mua sẵn cho Quách Tĩnh. Cảm ơn muội, nhưng ta có quần áo rồi mà. Huynh đến Trung Nguyên mà vẫn mặc phục sức của người Mông Cổ như thế không thấy rất chướng mắt à? Ồ, ta quên mất điều đó. Quách Tĩnh liền sửa lại tóc và mặc trang phục người Trung Nguyên. Lúc bấy giờ nhìn Quách Tĩnh càng khôi ngô anh dũng, chính Quách Tĩnh cũng tự thấy ăn bẩn như thế nhẹ nhàng và thoải mái hơn lúc trước rất nhiều. Lúc này Quách Tĩnh mới nhận ra Hoàng Dung là người con gái tỉ mỉ như thế nào. Quách Tĩnh cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết nói lời cảm ơn Hoàng Dung. Tĩnh ca có thích không? Ta thích lắm. Bộ quần áo cũ kỹ này huynh còn muốn giữ lại làm gì vậy? Bộ quần áo này là do chính tự tay mẫu thân của ta may, dĩ nhiên là phải trân trọng nó rồi. Cứ thế hai người vừa ăn uống vừa ngắm tuyết rơi, nói chuyện rất hăng say quên ngày tháng. Hai người theo bản năng liền nắm chặt tay nhau. Bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi tới làm con thuyền quay tít. Quách Tĩnh và Hoàng Dung tay trong tay cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Bây giờ muội chẳng còn phải sợ gì nữa, nếu cha không cần muội thì muội sẽ đi theo huynh được không? Quách Tĩnh cảm nhận một cảm giác thật dễ chịu len vào sâu tận đáy lòng, lại nghe Hoàng Dung nói thế thì hạnh phúc vô cùng. Đương nhiên rồi. Được ở bên cạnh Dung Nhi ta cảm thấy rất vui. Chết rồi quên mất chúng ta phải đi thôi. Đi đâu? Tĩnh ca ca không còn muốn đi lấy thuốc nữa hả? Chúng ta đi đâu lấy thuốc? Huynh nói xem ai đã mua hết số thuốc đó. Nhất định là người của Vương Phủ. Không sai, vậy chúng ta đến đó lấy thuốc. Không như thế không ổn đâu, nguy hiểm lắm. Huynh nhẫn tâm nhìn Vương đạo trường trở thành người tàn phế sao? Được ta đi. Nhưng muội không được đi. Ngỗ nhỡ huynh có bề gì thì ta có sống được không? Nghe Hoàng Dung nói vậy Quách Tĩnh cũng cảm động nhất nhất nghe theo Hoàng Dung. Bởi vì Quách Tĩnh hiểu rõ Hoàng Dung là người thông minh lanh lợi nhất định sẽ có cách giúp chàng lấy thuốc dễ dàng hơn. Khinh công của huynh khá lắm. Phải nói khinh công của muội mới giỏi chứ. Sau khi phi thân vào Triệu Vương Phủ, Quách Tĩnh và Hoàng Dung đứng sau lùm cây quan sát tình hình. Đứng sau lùm cây hai người quan sát được rất rõ mọi động tĩnh trong phủ. À, có người đến kìa. Muội đừng lớn tiếng quá chứ. Hi hi huynh nhát quá đấy.
Nhìn kìa. Rồi chợt thấy có ba người bước đi trên một cái cầu nhỏ. Người đi đầu không ai khác chính là Hoàn Nhan Khang, hai tên còn lại chính là thuộc hạ của y. Chúng đi đâu nhỉ? Rồi ba người cùng tiến thẳng vào một tòa nhà phía sau Triệu Vương phủ. Tiểu vương gia. Hoàn Nhan Khang cầm lấy làn đựng thức ăn rồi bắt hai tên thuộc hạ của mình đứng ngoài đợi. Các ngươi đợi ta ở đây. Thấy vậy Quách Tĩnh và Hoàng Dung nhẹ nhàng phi thân đến bên cửa sổ để quan sát. Lúc này hai người nhìn thấy rất rõ mọi thứ bên trong. Thấy Hoàn Nhan Khang đặt mâm cơm xuống đất. Đồng thời thấy cha con Mục Dịch bị nhốt trong một chiếc lồng sắt cao 3 trượng trông rất kiên cố. Dù võ công cao cường cũng khó thoát ra khỏi đó. Trong cái lồng sắt đó lại có đặt một cái bàn và một chiếc giường nhỏ. Sao họ lại ở đây? Nhất định là do Hoàn Nhan Khang bắt về rồi. Hoàn Nhan Khang làm vậy là có ý gì? Rốt cuộc hắn có chịu cô nương này không? Mục Dịch vừa thấy Hoàn Nhan Khang liền đứng dậy. Hai tay xuất chảo chụp lấy hắn. 10 ngón tay của Mục Dịch như muốn móc lấy yết hầu của Hoàn Nhan Khang, muốn moi hết ruột gan của hắn ra ngoài. Sở dĩ Mục Dịch làm vậy tất cả đều do Hoàn Nhan Khang gây ra ân oán, gieo rắc oán hận vào lòng hai cha con họ. To be continued.